Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Xuân đặc biệt Giáp Thìn 2024 do Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh sản xuất với đề tài Du xuân tại Quảng Ninh đi theo tiếng gọi mùa xuân, kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng đến với những điểm đến không thể bỏ lỡ trên giải đất Quảng Ninh, cũng như trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống độc đáo trong ngày xuân. Và hành trình của chúng ta sẽ bắt đầu ở thành phố Móng Cái, nơi đặt nét bút đầu tiên vẽ nên dáng hình đất nước. Dạ vâng, Tân Lan là một trong những ngôi chùa rất là hiếm hoi ở Quảng Ninh vẫn còn duy trì được tục lệ cất cây nêu ngày đầu năm. Vậy thì xin thầy cho biết là cái tục lệ, cái ý nghĩa của cái phong tục truyền thống đặc biệt là gì ạ? Với cư dân ở ngoài này thì nhân dân ngoài này thì nhân dân vùng biển, và theo cái tích truyền thuyết của nhà Phật ấy, để dựng cây nêu thì bà con có quan niệm rằng là một năm đã qua rồi thì dựng lên để rũ bỏ đi những cái gì nó không tốt đẹp của năm cũ. Ở một năm trời đất có bốn mùa, xuân nạ thu đông, thì quan niệm của người dân Phật tử ở ngoài này thì mùa đông cũng là cái mùa để chuẩn bị chiêu tường đón phúc. Và ý nghĩa của cây nêu lên không chỉ mang ý nghĩa về cái tâm hồn của người Việt và ý nghĩa về cái sự tu học của tinh thần từ bi hỷ xả của nhà Phật đối với người Phật tử, và có cái quan niệm nữa là quan điểm nữa là về tâm linh mặt nào đó, xua đuổi tà chướng như là loài quỷ đói, là xua đuổi được mọi cái không tốt đẹp, cái u ám của con người để chuẩn bị đón cái ánh bình minh của năm mới. Dạ vâng, xin cảm ơn chị thầy ạ. Đến với thành phố Móng Cái dịp đầu xuân cũng là đến với không gian văn hóa lễ hội truyền thống đặc sắc, và không thể không nhắc tới lễ hội đền Xã Tắc được phục dựng từ năm 2018, và từ đó đến nay lễ hội đền Xã Tắc đã trở thành một trong những hoạt động văn hóa tâm linh không thể thiếu của người dân thành phố vùng biên. Và trong những ngày này thì người dân phường Ca Long đang nô nức trong các hoạt động chuẩn bị cho lễ hội. Tập cũng phải tầm khoảng tháng, hơn một tháng thì mới có đủ điều kiện để mà phục vụ lễ hội. Tập tế thần của đền Xã Tắc, tất cả các đồ vật là cũng phải bày ra như là mình tế thật, và có những các cái lời văn thì là chúng tôi cũng có người xung thông sướng, rồi người chủ tế, rồi cũng có đầy đủ tất cả các ban bệ để thực hiện cái cuộc lễ hội đó. Dạ vâng, em chào anh Thạch ạ. Vâng, chào em. Dạ vâng. À, vâng anh ơi, vậy thì em có được biết thông tin là cũng sắp diễn ra lễ hội đền Xã Tắc rồi. Vậy thì năm nay thì lễ hội sẽ được tổ chức trong thời gian nào, và đến nay thì công tác chuẩn bị đã được triển khai đến đâu rồi ạ? Lễ hội được tổ chức vào ngày 1 tháng 2 âm lịch, tức là sau Tết đúng 1 tháng là ngày chính hội. Trước đó thì vào ngày hôm trước của lễ chính hội thì cũng có một số lễ, trong đó có lễ cấp thủy, lễ mộc dục được tổ chức để chuẩn bị, là một lễ cáo yết để báo cáo trước các thần, có thần về trực kiến lễ hội. Em vừa nghe anh nhắc tới một số cái nghi lễ đặc biệt của lễ hội đền Xã Tắc, và trong đấy thì em đặc biệt ấn tượng với lễ cấp thủy ấy. Vậy thì anh có thể chia sẻ thêm thông tin về nghi lễ đặc biệt này không ạ? Buổi sáng khi mà lễ cáo yết là mời các thần về để
thăm chứng kiến lễ hội lòng thành của con dân Móng Cái. Thì vào lúc 1 giờ chiều theo địa phương đấy thì sẽ tổ chức một lễ gọi là lễ cấp thủy, tức là gọi là lễ rước nước. Khi lấy nước về đền, nước được trang trọng dâng lên ngai, sau đó là sẽ khiêng về đền, và sau đó chúng ta làm một cái gọi lễ để sau đó từ nước thường nó trở thành nước thánh. Để buổi chiều nước thánh đấy sẽ gọi là tắm cho các thần, lau chùi các bài vị, các đồ nghi lễ hết sức là trang nghiêm. Hiện giờ thì trong đền vẫn đang lưu trữ nước của mùa lễ hội trước. Xin mời em vào cung để biết. Dạ vâng ạ. Trước khi chúng ta xem bình nước mà nhân dân trang trọng gọi là bình nước thánh thì anh sẽ thắp nén hương báo cáo thần chủ xã Tắc Hạnh Vượng. Đây, em sẽ đi theo hướng này để biết được đây là bình nước thánh của mỗi năm trước chúng tôi đang bảo lưu. Đây là bình nước thánh đây, hiện giờ thì nó đang còn một lưng nước đấy, thì chúng ta nước là nguồn gốc của một sự sống. Thì khi lễ hội đền thì sẽ rước cái bình ra ngoài, đặt lên ngai kiệu và được trang buộc bằng vải lụa vàng, đấy hết sức trang trọng, và kiệu là 8 người khinh. Sau đó ra cái bến cấp thủy, bình này sẽ được đưa lên một con đò được trang trí cũng rất là đẹp, sau đó ngược dòng nước đến ngã ba xoáy nguồn để sẽ lấy nước vào lúc 1 giờ trưa. Em có nghe anh nhắc khá là nhiều đến địa danh xoáy nguồn ấy, vậy thì là em hơi tò mò chút xíu là không biết là địa danh đấy thì có xa cái địa điểm tổ chức lễ hội không, và tại sao mình lại chọn xoáy nguồn để làm nơi lấy nước thánh để cho những cái hoạt động của lễ hội ạ? Ngã ba xoáy nguồn ngay cạnh ngôi đền này, và bản thân ngôi đền này thì cũng rất đặc biệt ở cái chỗ là vị trí ngôi đền cũng lại là ở ngay ngã ba sông biên giới, bản thân ngôi đền cũng đang là một cột mốc văn hóa tâm linh đó. Thì lát nữa em sẽ ra ngã ba xoáy nguồn để cảm nhận. Theo phong tục của người Việt Nam thì để mà làm cái lễ nước tắm cho thần thì mình sẽ chọn cái nước trong sạch nhất. Thì ngược dòng sông này chúng ta sẽ đến khoảng 300m dưới ngã ba xoáy nguồn, ở đầu nguồn của sông, một nhánh thì mình gọi là Ca Long, và một nhánh trái thì sẽ đổ vào gọi là dòng Bắc Luân, tức là dòng sông biên giới. Thì ở ngã ba xoáy nguồn này sẽ là nơi mà dòng nước là dòng nước chính và dòng nước trong sạch nhất. Thế còn về thời điểm thì là lúc 1 giờ chiều, khi đó thì là bắt đầu là giờ nước lên, nó khởi điểm cho một sự phát triển, mong muốn một năm phát triển và tất cả những cái mục tiêu, những cái nhu cầu tâm linh của chúng ta đều đạt được. Thưa quý vị và các bạn, mỗi phong tục đầu năm của người Việt thì đều gửi gắm những ước nguyện về một năm mới bình yên, hạnh phúc và hanh thông. Với lễ hội đền xã Tắc chắc chắn cũng như vậy, đều gửi gắm những mong ước rất là đẹp đẽ, nhân văn. Và xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống đặc sắc tại lễ hội. Còn ngay bây giờ hãy cùng chúng tôi cập nhật không khí đón khách đầu năm mới tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái. Lần đầu tiên tôi đến Móng Cái thì có một ấn tượng rất là mọi người ở đây rất là nhiệt tình, và tôi hy vọng rằng chuyến du lịch này của tôi sẽ được có nhiều trải nghiệm vui vẻ, và chúc mọi người năm mới vui vẻ. Đến Móng Cái là trước đây tôi đến rồi, cho nên là muốn đến
muốn đến đây để trải nghiệm lại một lần nữa và xem cái sự thay đổi của móng cái như thế nào, và rất là mong muốn là thông qua cái lần du lịch này có thể là đem đến nhiều hạnh phúc may mắn. Dằm thì là về chơi dằm, xong thì đến cuối Tết cuối năm thì là về giả lễ. Đến hôm nay em cũng về mà. Em cũng về Việt Nam tí, cũng về Hà Cối, biết bố mẹ, biết trẻ con. Tại vì em thì là người, mẹ em là người Việt Nam, bố em là người Trung Quốc, người Đông Hưng ấy. Em thì là bình thường cũng ngày nào cũng sang Móng Cái. Tại vì em là đi theo sổ ấy thì là nó rẻ. Một ngày đi mấy lần cũng được, xong thì xếp hàng thì là cũng rẻ. Hai cửa khẩu đi lại rất là dễ dàng, mình cứ cảm thấy là hai quê hương rất là gần, ngày nào cũng đưa được về hai nhà. Hiện nay kinh tế Trung Quốc đang dần phục hồi, và như chúng ta cũng đã biết là từ tháng 11 trở lại đây thì đã cho khách đoàn đi bằng hộ chiếu vào cửa khẩu, qua cửa khẩu ở Quảng Ninh vào Việt Nam, và hiện nay các lượng khách ngày càng tăng. Thì theo nhận định của tôi, kinh tế Trung Quốc phục hồi thì tương lai sáng lạn cho ngành du lịch của nước ta cũng như là Quảng Ninh nói riêng. Lượng khách ngày càng tăng, và một năm 2024 sẽ có một lượng khách Trung Quốc thực sự là nhộn nhịp. Quý vị và các bạn thân mến, hình ảnh những con tàu biển neo đậu tại cảng tàu khách quốc tế Hạ Long đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân địa phương. Và đây được coi như biểu tượng của sự phục hồi của du lịch tàu biển, một mảng du lịch dễ bị tổn thương nhất và cũng là phục hồi chậm nhất sau Covid-19. Mùa xuân đã đến với du lịch tàu biển, mùa xuân đã đến với du lịch Hạ Long Quảng Ninh. Và để hiểu thêm về sự phục hồi của du lịch tàu biển tại Hạ Long thì ngay sau đây chúng ta sẽ có một cuộc trao đổi ngắn với thuyền trưởng Vincent Smith của tàu Westerdam. Good morning, xin chào thuyền trưởng Vincent Smith. Good morning. Yeah, it's very... Xin chào Lý. Ôi, thật là tuyệt. Rất vui được trò chuyện với ông. Ông có thể chia sẻ về hải trình của tàu được không? Cảm ơn các bạn vì cuộc phỏng vấn. The ship leaves from Singapore. Về hành trình của Westerdam, chúng tôi đi từ Singapore tới Bangkok. Sau đó chúng tôi tới Việt Nam. And then we go to Vietnam. Tôi không chắc mình có đọc đúng không. Sau đó là cảng Phú Mỹ. Từ cảng Phú Mỹ, chúng tôi tới Nha Trang, Đà Nẵng. Và cuối cùng chúng tôi có mặt tại Hạ Long. Và từ Hạ Long, chúng tôi sẽ đi thẳng tới Hồng Kông. Xin ông cho biết cảm nghĩ của mình về Hạ Long. I think it's beautiful. Tôi nghĩ nơi đây rất đẹp. Không may là chúng tôi đến hơi sớm nên có khá nhiều sương mù. Nhưng vào tầm 1 giờ chiều, khi trời ít sương mù hơn, hành khách ra boong tàu thì họ có thể nhìn ngắm tất cả khung cảnh nơi đây với núi non trùng điệp. Tôi phải nói rằng thực sự rất ấn tượng, rất ấn tượng. Là thuyền trưởng của một tàu biển, ông nhận thấy sự phục hồi của du lịch tàu biển như thế nào? Bởi như cá nhân tôi thấy là thời gian gần đây có rất nhiều tàu biển đến với Hạ Long. Thật may mắn, COVID đã ở lại phía sau và hy vọng là nó sẽ mãi mãi bị bỏ lại phía sau. You need to understand that COVID-19 có tác động lớn, rất lớn, rất kinh khủng tới ngành du lịch tàu biển. Mọi thứ đều ngưng trệ, chúng tôi đã phải duy trì số lượng thuyền viên tối thiểu trên tàu. Trong giai đoạn COVID-19, tàu của chúng tôi liên tục bị từ chối cập cảng, lênh đênh trôi dạt, rồi chỉ có cách thả neo và chờ đợi thêm các hướng dẫn, chỉ đạo. Thành thật mà nói, tôi hy vọng mình sẽ không bao giờ phải trải qua điều đó một lần nữa. Vâng, đó quả thực là một giai đoạn khó khăn. Chuyển sang một câu hỏi liên quan tới Tết cổ truyền Việt Nam. Ông biết gì về phong tục đón Tết của người Việt hay không ạ? Trên tàu chúng tôi có rất nhiều hành khách là người Việt Nam, Trung Quốc và châu Á. Và dịp đón năm mới âm lịch, chúng tôi cũng tổ chức các hoạt động trên tàu để hành khách cảm nhận được không khí đón năm mới truyền thống và để họ có được những trải nghiệm tuyệt vời nhất
với hải trình cùng Westerdam. Mặc dù chúng tôi không biết hết các phong tục truyền thống trong ngày Tết, nhưng chúng tôi cố gắng mang lại cho hành khách trải nghiệm tuyệt vời nhất. Theo ông, có sự tương đồng nào giữa phong tục đón năm mới của văn hóa phương Đông và phương Tây hay không? Dĩ nhiên là có rất nhiều sự tương đồng, mặc dù chúng tôi đón năm mới vào thời gian khác các bạn. Nhưng điểm chung là chúng tôi vẫn ước mong những điều tốt đẹp nhất, sức khỏe và sự thịnh vượng. Tôi nghĩ đó là sự giống nhau giữa các nền văn hóa. Hy vọng rằng vào một dịp nào đó, chúng tôi sẽ có cơ hội mời ông trải nghiệm Tết Việt tại Hạ Long và có một truyền thống của người Việt Nam vào năm mới mà tôi muốn chia sẻ. Đó là truyền thống lì xì đầu năm. Vào dịp đầu năm, chúng tôi sẽ lì xì cho người thân, bạn bè với mong muốn là họ sẽ có một năm thật mạnh, khỏe, hạnh phúc và thành công. Nhân dịp này thì cũng xin được gửi tặng ông một phong bao lì xì với mong muốn những điều tốt lành nhất sẽ đến với ông trong năm 2024. Cảm ơn rất nhiều. Ông nghĩ sao về việc chúng ta sẽ cùng gửi lời chúc mừng năm mới tới khán thính giả đang xem chương trình ạ? Chắc chắn rồi. Happy Lunar New Year. Chúc các bạn thật nhiều hạnh phúc, mọi điều tốt lành, thật nhiều sức khỏe và thịnh vượng trong năm con rồng. Once again, all the best for the next year. Chúc mừng năm mới! Quý vị và các bạn thân mến, trong hành trình du xuân đầu năm mới này thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với xã Bằng Cả thuộc thành phố Hạ Long. Kể từ khi Hoành Bồ về với Hạ Long, du khách đến với Hạ Long không còn chỉ được tắm biển, ngắm vịnh mà còn được trải nghiệm những đặc trưng văn hóa dân tộc vô cùng độc đáo và đặc sắc ở nơi đây. Và sau đây thì xin được mời quý vị và các bạn cùng theo Thành Nam trải nghiệm những phong tục tập quán của bà con ở nơi đây quý vị nhé. Vậy thì không biết là trong văn hóa của người Dao Thanh Y thì ý nghĩa của điệu múa rồng nó là như thế nào ạ? Riêng cái điệu múa rồng chỉ có cấp sắc. Đầu tiên khai phá phục hóa, xong rồi gọi bắt đầu lại gieo hạt, lại cấy cày, lại bắt đầu trồng, lại thu hoạch chưa đảm bảo thì lại phải khấn, đến một thứ năm thứ sáu lại khấn. Khấn tổ tiên, lại cũng khấn thần hoàng, có 13 tiết mục. Nhưng mà tiết mục thứ bảy là chúng mục trung tuần nhất, giữa nhất thì mới dùng đến cái điệu múa rồng để cho con rồng nó ở giữa. Con rồng là trung tâm phục vụ cho dân. Trước khi hàng năm ấy muốn làm ăn gọi là bội thu hay không, hoàn toàn phải nhờ con rồng. Rồng bay ở trên kia để soi sáng cho dân tộc, rồng để phục vụ cho nông nghiệp, đấy, cho phục vụ con người. Đấy, lấy nước tưới tiêu để bốn mùa phục vụ cho con người. Hành trình du xuân đầu năm đưa chúng tôi về với Bằng Cả, một xã có tới 98% dân số là người Dao Thanh Y. Những ngày xuân, dân làng say trong tiếng nhạc lời ca mừng một năm đã qua no ấm, đủ đầy, một năm với nhiều đổi thay to lớn. Cái năm 2023 được coi như là các cái đường điện, coi là đường trục chính của xã như thành phố Hạ Long. Đấy, đó là dân người ta đã phấn khởi mừng nhé. Thứ hai thì được là 7-8 tuyến đường coi như là gọi là nông thôn nâng cao, gọi là đêm điện sáng trưng coi như là như thành phố Hạ Long. Dân mọi người cũng rất là sung sướng, rất phấn khởi. Diện mạo của một vùng nông thôn mới văn minh, hiện đại bừng sáng trong từng tuyến đường thôn khu kiểu mẫu, ẩn hiện dưới những nếp nhà mới sơn qua những mô hình sản xuất hiệu quả, được người dân đầu tư phát triển bài bản theo hướng sản xuất hàng hóa. Được bắt đầu nuôi thì tôi nuôi 200 con, nuôi để thử nghiệm và xem thị trường thế nào. Nhưng mà sau một thời gian nuôi thì thấy chất lượng gà mình nuôi thả vườn thì cũng ngon và được
người dân ở đây chấp nhận và mua nhiều nên là sau đấy tôi tăng dần số lượng đầu con lên theo các năm. Thì hiện tại thì mỗi năm tôi nuôi khoảng trên 1 vạn con. Với sự đầu tư về giao thông thuận tiện, hàng hóa của chúng tôi được vận chuyển, tiêu thụ được nhiều hơn. Trước đây thì chỉ làm là trong dịp Tết thôi. Thế nhưng mà bây giờ thì gia đình cũng đã làm quanh năm. Từ cái sản phẩm là rượu truyền thống của dân tộc Dao thì đến nay thì gia đình cũng đã phát triển lên, đăng ký là sản phẩm OCOP và sản phẩm có thương hiệu, tức là có tem mác và để đưa được đi xa hơn. Khách ở ngoài Hòn Gai rồi Uông Bí bằng danh Đông Triều, nhưng là bây giờ thì đến bây giờ là cũng đã có những lượng khách là đến Đông Triều và cũng gửi đi Hà Nội vân vân. Về bằng cả, hôm nay là về với một miền quê văn minh và giàu bản sắc. Vốn văn hóa là di sản vô giá được cả cộng đồng trân trọng giữ gìn, được các cấp ủy, chính quyền địa phương đặc biệt quan tâm bảo tồn, phát huy thực sự trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển bền vững. Tổ chức rà soát và đề nghị thành phố quy hoạch dự án cải tạo và nâng cấp cái khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh Y để gắn với cái việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm, thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm ở trên địa bàn và tạo cái công ăn việc làm cho lao động nông thôn ở trên địa bàn xã. Người Dao Thanh Y có sự gắn kết cộng đồng chặt chẽ, mỗi một làng hình thành một ngôi nhà lớn mà ở đó các gia đình là những nhà nhỏ. Mọi người nhận già làng, trưởng bản là cha. Mỗi dịp xuân về, dân làng lại ăn Tết nhà lớn, mỗi hộ góp gạo, góp gà để làng làm lễ dâng lên tổ tiên. Ăn xong Tết nhà lớn, các nhà nhỏ mới bắt đầu ăn Tết. Mùa xuân là thời điểm các gia đình nhỏ đổ về nhà lớn. Những người con dù làm ăn, công tác, xa xôi đến đâu cũng mong được quay về để báo cáo với tổ tiên, già làng, trưởng bản về những gì đã làm được trong một năm. Thứ nhất là mạnh khỏe, thứ hai kinh tế giỏi, thứ ba thì là dạy được con cháu học hành giỏi thì cuối năm sẽ làm một cái loại rượu, người ta gọi là rượu bâu bây giờ đấy, ngọt. Đấy, thế là rượu bâu, thế là tí người ta thưởng cho cái nhà đấy, thưởng coi là biểu dương. Đấy, biểu dương là năm nay ông coi là nhà này là được, coi như là gọi làm kinh tế giỏi này, nhà kia được coi như là bảo ban con cháu học hành giỏi này, nhà kia coi như là gọi là được giữ được uy tín làng xóm láng giềng này. Đấy, thế thì rồi thì cả làng biểu dương cho người đấy, biểu dương không phải bằng tiền, bằng coi như là một chén rượu thôi. Đấy, ý nghĩa của nó, cho nên là cái tiếng mới là quan trọng. Mùa xuân về xã Bằng Cả, tay trong miên rượu bâu, hòa vào điệu múa truyền thống, không gian văn hóa, lễ hội đặc sắc, nơi bạn sẽ cảm thấy mình luôn được chào đón nồng nhiệt như một thành viên của đại gia đình. Năm nay, vợ chồng ông Matthew McFarlane và bà Helen McFarlane, người Anh, chọn về làng quê Yên Đức, thị xã Đông Triều cho chuyến du xuân đầu năm của mình. Sau 6 ngày lưu lại Hà Nội, Hạ Long, họ có mặt tại Yên Đức trong sự đón tiếp nồng nhiệt của những người dân địa phương. Tôi chọn đến Yên Đức vì em gái tôi đã từng đến đây. Em ấy nói rằng đây là điểm đến không thể bỏ lỡ khi đến Việt Nam. Em ấy nhấn mạnh là anh phải đến Yên Đức. Tôi thích phần trình diễn rối nước. Đoạn diễn mà tôi đặc biệt thích là tích đánh cáo bắt vịt và đánh cá. Tôi thích cách những màn rối nước phản ánh cuộc sống chân thực của người dân. Mọi người hát rất hay, biểu diễn cũng rất tốt. Tất cả làm nên một màn biểu diễn tuyệt vời. Ông bà McFarlane đã có một đêm nghỉ tại nhà truyền thống mang đậm nét văn hóa Việt. Trong hành trình 2 ngày 1 đêm nghỉ lại tại Yên Đức, ông bà đã được nghe giới thiệu về cách người nông dân địa phương canh tác, cấy lúa, cảm nhận nhịp sống sinh động của người dân nơi đây. Đến Yên Đức vào dịp Tết cổ truyền,
ông bà McFarlane đã được trải nghiệm các phong tục truyền thống của người Việt như học cách gói bánh chưng, cùng quây quần với người dân địa phương trải nghiệm những phong tục đón Tết. Yên Đức là miền đất nhỏ bé xinh đẹp, khiến bạn phải ngạc nhiên về sự khác biệt của những trải nghiệm nơi đây. Chỉ đơn giản là mọi thứ thật tốt đẹp. Nếu bạn đi du lịch thì đây chính là điều bạn tìm kiếm. Rong ruổi trên những đường làng ngõ xóm trên chiếc xe đạp, hòa nhập vào cuộc sống của người dân, ghé thăm ngôi nhà cổ đã có gần 200 năm tuổi để nghe họ chia sẻ về cây gia phả của gia đình, về truyền thống hay trò chuyện với những người dân địa phương. Những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng lại đủ sức lay động trái tim của một du khách phương xa như ông McFarlane. Câu chuyện của người phụ nữ có chồng hy sinh trong chiến tranh, cách mọi người tự hào về những thành viên trong gia đình, về con cháu của mình, tất cả đều khiến tôi ấn tượng. Tôi thích cộng đồng dân cư nơi đây, họ sẵn sàng giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết và sẻ chia. Đây là một cộng đồng rất mạnh, và chắc hẳn mọi người ở đây đều phải rất hạnh phúc bởi vì ai cũng rất thân thiện và họ cười rất tươi. Dù là họ có đang giở tay làm việc trên cánh đồng, thì khi thấy bạn họ cũng cười rất tươi. Tôi cảm thấy được sự chào đón và là một phần của cộng đồng nơi này. Quý vị và các bạn thân mến, như quý vị và các bạn có thể thấy là Đào Linh đang có mặt tại Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm Yên Tử. Ngay đằng sau Đào Linh đây thì là lượng khách đổ về Yên Tử đang ngày một đông dần. Dự tính rằng là từ nay cho tới mùng 10 tháng Giêng, tức là thời điểm khai hội xuân Yên Tử, thì lượng khách sẽ ngày càng đông hơn và sẽ rơi vào chính hội từ 15 tháng Giêng cho tới hết tháng 3 âm lịch, thì lượng khách đổ về Yên Tử sẽ tăng cao đột biến. Đầu năm đi lễ chùa đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt, được mệnh danh là kinh đô Phật giáo của Việt Nam. Yên Tử là điểm đến không thể không ghé thăm vào dịp đầu xuân với người Việt. Hôm nay thời tiết rất là đẹp, đi đến đây cảm thấy rất là an yên và bình yên và linh thiêng. Tâm niệm đến đây là cầu mong về sức khỏe cho gia đình, cho công việc, cho mọi thứ trong cuộc sống trong năm mới được bình an, thuận lợi. Đây là lần thứ hai mình được đến Yên Tử. Gần đầu cách đây cũng là 8 năm rồi. Bây giờ quay lại Yên Tử thì mọi thứ đều đẹp hơn, từ đường đi đến cách quản lý đến cáp treo các thứ mình đi đều thấy rất là thuận lợi. Năm nay lượng khách đổ về Yên Tử sớm hơn mọi năm, hứa hẹn một năm thành công cho du lịch thành phố Uông Bí nói riêng và Quảng Ninh nói chung. Ở tất cả những lần đến đây là mình đều đi neo bộ, đèo bộ từ bãi gửi xe lên đến chùa Đồng và lại ném bộ xuống. Tại sao mình chọn cách đi bộ đây? Vì là mình cũng muốn học tập vua Trần Nhân Tông ngày xưa. Nhà vua cũng từng đi bộ leo lên khu Yên Tử này để hành hương, thì mình cũng muốn học tập phát huy cái tinh thần của Phật Hoàng ngày xưa. Vâng, quý vị và các bạn thân mến, tôi đang có mặt trên đỉnh chùa Đồng, ngôi chùa có vị trí cao nhất trong hệ thống chùa Am Tháp tại núi Yên Tử. Đây là đích đến cuối cùng mà rất nhiều Phật tử cũng như là du khách muốn chinh phục và muốn có mặt để được dâng hương bái Phật. Để lên được tới chùa Đồng Yên Tử thì quý vị và các bạn sẽ có hai lựa chọn. Một đó là leo núi và cái thứ hai đó là quý vị và các bạn có thể đi cáp treo.
Và tuy có đi cáp treo thì quý vị và các bạn cũng phải trải qua một đoạn đường leo núi dài khoảng 700 mét. Đây là một đoạn đường cũng khá là gian nan và thử thách. Chính vì thế khi lên tới Chùa Đồng, hầu hết mọi người đều có chung một cảm nhận, đó là mệt, thoải mái nhưng vô cùng mãn nguyện. Hạnh phúc được bước chân neo lên đây. Mỗi lần neo là một lần neo là cảm thấy người nó khỏe. Cảnh ở đây rất đẹp, tuy nhiên hành trình leo núi rất gian nan. Bạn sẽ cần nửa ngày để leo được lên đến Chùa Đồng. Khi đến đây vào ngày Tết như thế này, được chứng kiến mọi người thể hiện lòng thành kính trước Đức Phật, gửi gắm những tâm nguyện tốt đẹp cho một ngày đầu năm, tôi lại được hiểu thêm về văn hóa Việt Nam. Tôi cảm thấy rất thích. Chỉ còn một vài ngày nữa là bước vào Hội Xuân Yên Tử, thành phố Uông Bí, Ban Quản lý Di tích và Rừng Quốc gia Yên Tử, Công ty Cổ phần Phát triển Tùng Lâm đều đã sẵn sàng để đảm bảo cho một mùa hội xuân an toàn, yên vui. Chị Hồng ơi, khi mà lễ hội Xuân Yên Tử sắp tới rồi thì đơn vị mình có sự phân công lịch trực hoặc là bố trí công việc như thế nào để mà hội Xuân Yên Tử diễn ra thành công nhất ạ? Đơn vị đã chuẩn bị theo sự chỉ đạo của thành phố từ trước đó, và đặc biệt về lịch trực thì gần như là đơn vị chỉ đảm bảo 100% quân số trực vào các điểm, đặc biệt là vào cuối tuần. Thì năm nay thì lượng khách về với Non Thiêng Yên Tử ngay từ ngày mùng 1 Tết đã tăng khoảng 135% so với năm 2023 rồi. Năm nay là một năm hứa hẹn nhiều những cái đột phá về lượng khách cũng như là về doanh thu. Bên cạnh đó thì công ty Tùng Lâm luôn xác định công tác tổ chức vận hành, tham gia với chính quyền để làm sao mùa xuân năm nay là một mùa xuân đạt nhiều cái kết quả và thắng lợi. Chúng tôi coi trọng là mình phải xây dựng nhiều các cái sản phẩm du lịch hơn nữa có giá trị cao để đáp ứng được các cái đòi hỏi của du khách trong và ngoài nước. Từ địa đầu Móng Cái tới Hạ Long, thành phố Thủ Phủ, đông triều cửa ngõ phía tây của tỉnh và trở về với Linh Sơn Yên Tử, đầu đầu trên khắp dải đất Quảng Ninh thân yêu, du khách cũng tìm thấy những nét văn hóa độc đáo, mới lạ, hấp dẫn, đáng để khám phá. Quảng Ninh, điểm đến tuyệt vời cho một năm mới an lành, hạnh phúc.